Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một video mới. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để vẽ bức chân dung sao cho dễ dàng nhất. Thì do là video hướng dẫn nên mình để video khá dài. Nếu anh em nào mà cảm thấy nó dài quá mà muốn chuyển sang phần khác thì anh em có thể xem phần mục lục của video, mình sẽ để dưới phần mô tả. Anh em muốn xem đến phút nào thì di chuyển đến phút đó. Thì video này sẽ dành cho những bạn có niềm đam mê hội họa nhưng mà không chuyên nghiệp, hoặc bạn nào muốn sử dụng hội họa để giống như là một cái bộ môn giải trí thì các bạn có thể làm theo tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một bức chân dung theo cách đơn giản nhất và cách vẽ dễ dàng nhất. Thì video hôm nay tôi sẽ chọn vẽ Lionel Messi, một huyền thoại bóng đá đương đại, người vừa chia tay bà xã của mình. Ok anh em, bây giờ chúng ta cùng vào video nhé. Trước khi vẽ thì các bạn chỉnh sửa các cái bức ảnh mà các bạn muốn vẽ, chân dung mà các bạn muốn vẽ về định dạng là hình vuông nhé các bạn nhé, là định dạng hình vuông. Xong sau đấy các bạn có thể sử dụng các ứng dụng kẻ ô để kẻ ô. Thì ở đây mình sử dụng những ứng dụng grid như ở trên hình mình đã hiện lên đây, như hình vẽ trên mình đây chính là ứng dụng grid. Thì các anh em có thể vào đây để kẻ ô. Cách sử dụng ứng dụng grid này khá là đơn giản. Các bạn đầu tiên các bạn lựa chọn cái bức ảnh mà mình muốn vẽ, các bạn sửa cho nó về định dạng hình vuông. Như đây là mình đã để sẵn định dạng hình vuông rồi. Sau đấy các bạn sẽ vào ứng dụng grid, các bạn ấn vào hình máy ảnh, chọn cái bức ảnh mà mình vừa ấy đây. Thì cái phần cài đặt ở đây thì ở hai cái mục đầu này, vì nó là hình vuông nên cái ô round ở đây là hàng này, còn column đây là cột. Thì các bạn để cái giá trị nó bằng nhau này, giờ là 10 10, thì mình để đây là 10 10. Sau các bạn ấn save vào đây thì nó sẽ hiện ra cái lưới 10 10 này, 10 ô hàng ngang và 10 ô hàng dọc. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau đây các bạn có thể ấn vào hình ảnh và lưu. Ok, như này là lưu được. Thì sau khi kẻ ô trên điện thoại xong thì các bạn sẽ kẻ ô trên giấy. Thì các bạn cũng sẽ lựa chọn, sẽ vẽ một cái hình vuông lớn như này. Sẽ vẽ một hình vuông như này. Và các bạn chia ra thành 10 hàng, 10 cột. Quá trình kẻ ô này thì mình có một lời khuyên các bạn là nên dùng một cái thiết kẻ kiểu eke này, có góc vuông như này. Thì theo kinh nghiệm của mình ấy, thì khi các bạn, nếu các bạn dùng thước thẳng ấy, thì dù có cẩn thận đến mấy thì trong quá trình vẽ thì các bạn vẫn sẽ xảy ra lỗi và hình rất dễ bị méo. Do đó sử dụng một cái thước có góc vuông như này thì nó rất thuận lợi khi mình vẽ, nó sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Cái thứ hai nữa, một cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi kẻ ô này thì mình sẽ đánh dấu chia thành 10 đoạn đây. Thì đánh dấu xong một bên này thì các bạn đánh dấu luôn cả bên này nhé, cũng chia thành 10 đoạn. Sau đó các bạn dùng thước kẻ, các bạn kẻ qua như thế nó sẽ chuẩn hơn. Nếu các bạn mà chỉ đánh dấu một bên này mà cố gắng kẻ một, không cần đánh dấu bên còn lại mà cố gắng kẻ này, nó sẽ bị lệch. Thì đấy là một số cái lưu ý của mình. Một cái lưu ý nữa là khi kẻ ô thì các bạn kẻ nhẹ tay thôi nhá, cực kỳ nhẹ tay. Nếu mà mạnh tay thì đến lúc xóa thì nó rất khó. Thứ hai nữa là nếu ví dụ trong quá trình vẽ mà kẻ ô mà các bạn làm lấm bẩn tờ giấy thì mình có một lời khuyên, các bạn nên dùng cái loại tẩy sét như này. Đây là một cục tẩy sét. Cái tẩy này nguyên lý của nó là nó hút bám các hạt chì vào bên trong nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến mặt giấy. Nếu anh em mà dùng cái loại tẩy như này thì cái lực ma sát khi mà mình sử dụng cái loại tẩy gôm như này thì cái lực ma sát khi mình trà sát lên mặt giấy này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái mặt giấy. Thì đến lúc mình lên hình khối cái thứ nó sẽ không được đẹp. Tiếp theo thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình. Mục đích của việc đánh số này để làm gì? Để khi chúng ta xác định cái ô ở trên này, ví dụ ta đếm này 1 2 3 4 5 này, đến ở đoạn này ô thứ bao nhiêu, thì khi mình gióng sang cái này mình nhìn thấy đây số 6, gióng sang bên trên nữa 5, tọa độ của nó là 5 6 chẳng hạn, thì mình sẽ biết đấy là cái ô nào. Chứ nếu anh em không đánh dấu này thì nó khó. Cái này giúp cho anh em sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định cái ô để vẽ, không có gì nó khó khăn cả.
Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào vẽ nhé. Để cái điện thoại bên cạnh mình nhìn. Chúng ta sẽ bắt đầu vào vẽ. Về cách vẽ thì rất đơn giản. Ô nào có cái gì thì chúng ta sẽ vẽ cái đó. Thì trước hết là chúng ta sẽ vẽ các đường viền trong khung hình. Thì đây có các đường viền xung quanh cái khung hình của Messi này, chúng ta sẽ bắt đầu đến đường viền. Thì đây thì tôi sẽ bắt đầu từ ô 10-10. Đây ô 10-10. 10-10 thì nó sẽ như này. Đúng là thời đại công nghệ anh em ạ. Bây giờ vẽ chỉ cần bật điện thoại lên zoom, chúng ta có thể vẽ rất thoải mái. Không như kiểu là cái thời ngày xưa là cứ phải có người ngồi trước mặt thì mới có thể vẽ được. Bây giờ thì không cần như vậy nữa. Quá trình vẽ thì anh em chú ý là nét tỉ nhẹ nhàng, không cần phải quá mạnh tay. Ta sẽ vẽ thật nhẹ nhàng. Cách vẽ này thì nó cũng giống như là một cái màn hình vậy. Thì càng có nhiều điểm ảnh thì cái màn hình đó sẽ càng sắc nét. Các bạn mà vẽ kẻ cái ô này càng chi đi thì nó sẽ càng rõ và càng vẽ dễ hơn. Đây là một trong những cách dựng hình rất đơn giản. Anh em nào không chuyên về cái món hội họa này thì để áp dụng rất dễ dàng. Anh em cứ phóng tay thoải mái nhé. Nhớ là ở cái giai đoạn này thì chúng ta thật nhẹ tay. Cái đường nét thì nó có thể là không cần cái độ sắc nét, cũng không cần phải tì đậm quá. Tì đậm đến lúc xóa lại khó. Thật ra khi quay này thì tôi cứ phải giữ cái camera nó ở một vị trí này. Tôi không được xoay giấy như thế thì các bạn sẽ khó nhìn đấy. Đâm ra là tôi vẽ này nó cũng hơi khó một tí. Kể ra nếu mà không có camera ấy, thì tôi sẽ xoay giấy. Hoặc là tôi có thể xoay tay theo cái hướng mình vẽ cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên thì vì là vẽ cho các bạn xem, đâm ra là nó cũng không thể thoải mái được. Cái này thì mình cũng chấp nhận thôi. Rồi chúng ta chỗ nào quên thì anh em lại nhìn vào logo để anh em xác định vị trí nhé. Chúng ta cứ từ từ thoải mái chậm rãi vẽ, không có gì phải vội vàng. Đó, anh em thấy chưa? Cái hình ảnh của bức ảnh Messi nó đã bắt đầu hiện ra rồi. Thật ra thì tôi cũng không phải fan hâm mộ của Messi, nhưng mà tài năng của Messi thì là điều không thể bàn cãi. Nhiều khi ngồi tranh luận với lại những người bạn của tôi là fan của Ronaldo thì tôi vẫn thường bênh Messi rất nhiều, bởi vì là anh thực sự là quá xuất sắc. Từng pha bóng là từng cái cú chạm bóng của anh rất tinh tế. Tôi đặc biệt là ấn tượng nhất với lại cái kỹ năng mà lốc bóng vào đầu thủ môn của Messi, nó cực kỳ là lưu luyện. Nhiều khi mà cảm giác Messi chạm bóng là cảm giác như kiểu là thời gian nó ngừng lại, anh ta có thể làm cho thời gian nó ngừng lại, chậm lại. Quả thật là rất ảo diệu. Tuy nhiên thì chỉ có một điều mà tôi hơi thất vọng Messi, bởi vì là anh ở xa quá lâu. Thì những người fan hâm mộ của Ronaldo thì thường dùng cái lý do là tại sao Messi lại ở Barcelona, có lẽ là anh ta chỉ giỏi được ở đấy thôi, không giỏi được ở chỗ khác. Đó là cái quan điểm mà những fan của Ronaldo thường đem ra để biện hộ những lần tranh cãi về việc là ai tài năng hơn. Theo tôi, quan điểm của tôi thì đúng là tội gì mà không ở Barca, đúng không bạn? Ở 30 năm ở đấy quen rồi, bạn bè, vợ con sinh sống ở đấy. Núi đá cũng lại phù hợp với mình. Câu lạc bộ rồi là tất cả mọi người đều ủng hộ. Và mình cũng đạt được thành công nữa. Cuộc sống, văn hóa, tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi, thì tại sao mình phải đi đội bóng khác? Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai nữa là có lẽ là vì một phần cá tính, Messi thì nó cũng khá là trầm, kiểu cũng muốn an phận tục tường. Chứ lại không như ông Ronaldo kia thì lại luôn muốn là thách thức bản thân, vượt qua những giới hạn. Còn cá nhân tôi nghĩ thì Messi mà đi đá ở đội bóng nào ấy thì anh ta có lẽ cũng vẫn xuất sắc như vậy thôi. Và Messi đến Paris Saint-Germain thì đúng là một cơ hội để chúng ta chứng kiến một Barca không Messi, và một Messi khi rời xa Barca. Và thật là một điều rất tuyệt vời. Và tôi cũng đã quan tâm đến giải Ligue 1 vô địch quốc gia Pháp hơn rất nhiều từ khi Messi sang đây. Và đó cũng là nguồn cảm hứng để tôi vẽ cái bức tranh này, hướng dẫn bạn vẽ cái bức tranh này. Sau khi chúng ta vẽ xong toàn bộ cái đường viền này rồi thì các bạn quan sát bạn được xem ở những chỗ nào mà mình vẽ nó chưa ổn đi, tỷ lệ nó vẫn chưa đạt yêu cầu,
sau đến tranh gốc, ảnh gốc thì chúng ta sẽ sửa nó lại. Các bạn thấy nó đơn giản không? Cách dựng hình này nó thực sự là nó rất đơn giản, kể cả những người mới tập vẽ. Tôi nhớ là cái thế hệ của chúng tôi, thế hệ của những năm đầu 9X cuối 8X thì cái việc mà sử dụng cái phương pháp kẻ ô này để khi vẽ chân dung là được học từ hồi lớp 7, mà đến bây giờ thì nó vẫn rất chi lý hữu dụng trong mọi tình huống. Sau khi vẽ xong được những cái đường nét cơ bản thì chúng ta sẽ đi vào vẽ những cái chi tiết. Trong cái khuôn mặt của Messi, các bạn hãy nhớ một điều rằng là dựng hình nó chỉ là cái khâu cơ bản ban đầu để hỗ trợ các bạn dễ dàng hơn trong việc tạo ra cái khung hình ban đầu thôi. Còn quan trọng nhất vẫn là khâu đánh hình, đánh chì lên đậm nhạt tối sáng, đó là cái thứ quyết định của bức tranh thành công. Cái việc chúng ta dựng hình này nó chỉ giống như là khi chúng ta vẽ bản đồ vậy, nó chỉ là một mặt phẳng. Còn những đồi núi nhấp nhô sông ngòi nhé thì chúng ta chưa thể hiện được, và việc đó thì phải dành cho khâu tối sáng. Đây là những cái nếp nhăn ở trên cổ khi chúng ta ngoái đầu lại. Các bạn có biết là cái tư thế ở trong cái bức ảnh này là mình lấy đâu không? Mình lấy ở trong cái clip ngày Messi ra mắt PSG thì mình đã chụp lại cái video đấy, cái khoảnh khắc Messi bước ra sân vận động của Paris Saint-Germain, và anh thể hiện khuôn mặt thật sự là rất khó tả, mình cũng không biết nói nào, nhưng mà cái cảm giác này buồn vui nó lẫn lộn, cái khuôn mặt này nó thể hiện rất nhiều cái cảm xúc trái chiều, vừa thấy anh vui mà cũng vừa thấy phảng phất nỗi buồn nào đó ở trong trên khuôn mặt. Tình huống của Messi và Barca thì nó đúng là một cái câu chuyện hy hữu trong bóng đá, giống như một cuộc tình mà bị hai bên gia đình ngăn cấm, rất kỳ lạ. Cả hai đều muốn ở bên nhau nhưng mà lại không được. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào những cái chi tiết ở bên trong gương mặt của Messi. Các anh em lưu ý một điều là chúng ta cần phải vẽ hết sức là chi tiết, tỉ mỉ, không có gì phải vội cả. Vội vàng không bao giờ làm được cái điều gì anh ạ. Vội vàng thì chỉ sẽ làm hỏng việc thôi. Cụ có câu là dục tốc bất đạt. Quá trình vẽ thì cũng phải hết sức lưu ý các vị trí. Nếu không cẩn thận là mình có thể sẽ nhầm lẫn. Nhiều khi cứ vội quá muốn hoàn thành tác phẩm đó, là cứ từ từ mà làm nha. Cái câu này nó chỉ là cái câu ban đầu. Chặng đường còn rất xa để đến khi bức tranh hoàn thành. Tôi thì lại không phải là dân chuyên ở trong cái món này. Tôi là người ngoại đạo. Các bạn có biết là công việc thường ngày của tôi mà con này tôi làm gì không? Tôi là một chiến sĩ công an. Thật sự là kỳ cục. Nhưng mà cũng chẳng có sao cả. Miễn sao các bạn thấy hứng thú với cái niềm đam mê của mình. Thì dù các bạn có làm nghề gì đi chăng nữa thì cái điều đấy nó cũng quan trọng. Quan trọng là chúng ta có niềm đam mê và chúng ta nghiêm túc với lại cái niềm đam mê. Vậy thì với những cái gì mình biết này thì tại sao mình lại không làm một cái gì đó có ích hơn cho cộng đồng? Đó là lý do mà tôi thực hiện kênh YouTube này. Cái mang đúng đồng tiền này thì chắc là tốn gái lắm. Cảm ơn anh em. Ok, đã xong. Thì bây giờ anh em sẽ chỉnh lại những cái chi tiết sao cho nó giống nhất với ở trên bức ảnh gốc. Sau khi dựng hình xong thì bây giờ tôi sẽ xóa đi những cái đường kẻ ở trong khuôn hình. Thì trước khi xóa thì tôi sẽ nặn lại cái cục tẩy sét của tôi sao cho nó thành cái hình dáng mà thuận lợi nhất cho việc xóa. Đây, bây giờ tôi bắt đầu xóa. Thì anh em cứ di nó mạnh tay một chút cũng được. Tí nữa thì nếu mà đường nào mà nó vẫn còn rõ quá thì chúng ta sử dụng cái tẩy gôm 4B để tẩy. Khi sử dụng tẩy gôm 4B để tẩy thì anh em nhớ là anh em hãy sử dụng cạnh của cục tẩy, hoặc anh em có thể cắt đôi nó ra để sử dụng những cái cạnh nhọn của cục tẩy để tẩy, tránh cho việc tiếp xúc của cục tẩy gôm 4B này với mặt giấy quá nhiều,
cái tiết diện tiếp xúc nó càng nhỏ càng tốt thì nó đỡ ảnh hưởng mặt giấy. Mà hai nữa là khi tẩy thì anh em tẩy theo cái đường dọc này, xong tiếp tục là sẽ xoay giấy để tẩy theo đường ngang. Sau khi thực hiện xong cái việc xóa những cái ô kẻ trên cái khu vực khuôn mặt thì các bạn có thể thấy là sau khi xóa xong thì nó để lại rất nhiều dấu vết và nó sẽ xóa đi những cái nét vẽ chính của mình. Nhưng mà chuyện đấy không quan trọng bởi vì các bạn vẫn có thể tô lại đường nét đó. Thì sau đây tôi sẽ tô lại cái đường nét đó. Giai đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ lên chỉ tối sáng, xác định khu vực tối sáng để chúng ta đánh chỉ. Thì trước tiên thì để thực hiện cái giai đoạn này thì mình có một cái mẹo nhỏ chia sẻ với các bạn là ví dụ như ở đây thì chúng ta có bức ảnh Messi. Thì nhìn thế này thì đối với những bạn nào chưa quen thì nhìn cái tối sáng thì nó cũng thực tế là nó cũng hơi bị khó khăn một tí. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa bức ảnh này và chuyển nó về tông đen trắng. Ok, thì bây giờ các bạn nhìn thì các bạn có thể dễ dàng nhìn ra những cái khu vực tối sáng. Đây là một cái mẹo không chính thống nhưng mà nó giúp chúng ta thực hiện dễ hơn. Ok các bạn. Đánh chì lên khối sáng tối là một khâu vô cùng quan trọng. Thì các bạn hãy chú ý lắng nghe những lời mình nói. Thì trước hết thì để lên khối thì ở giai đoạn này thì mình thường sử dụng bút chì 2B. Mình sẽ đánh chì một cách nhẹ nhàng theo những cái hướng. Ví dụ như ở phần mắt thì các bạn sẽ đánh những cái đường chì ngang theo cái mí mắt. Còn phần mũi thì sẽ đánh dọc. Ở phần cánh mũi thì sẽ đánh vòng theo cánh mũi. Thì một số nguyên tắc ở cái việc đánh chì này là tất cả mọi khu vực ở trên khuôn mặt đều được đánh chì, chỉ là đậm hay nhạt thôi. Phần sáng thì các bạn đánh nó nhẹ nhàng, nhạt. Còn ở những cái phần tối thì các bạn chồng nhiều lớp. Các bạn nên nhớ là chồng nhiều lớp chứ không phải là tì mạnh tay để cho nó đậm lên nhé. Ví dụ bạn thấy cái chỗ ở trong hốc mắt kia nó tối thì các bạn chồng nhiều lớp lên để cho nó tối chứ không phải là các bạn tì mạnh tay để cho tối. Cái thứ hai là những cái khu vực tối trên khuôn mặt thì thông qua bức ảnh trong điện thoại thì các bạn xem thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng mà để mình chỉ rõ thêm những phần tối thì trước hết là cái phần tóc, tất nhiên rồi, phần tóc thì phải màu đen thì nó sẽ tối. Cái thứ hai là phần hốc mắt. Cái thứ ba là hai bên cánh mũi, lỗ mũi, ở trong miệng. Và phần nữa là ở dưới cằm, phần cổ anh em. Phần đấy bao giờ cũng khuất sáng, nó sẽ tối. Đó là những cái phần mà anh em sẽ đánh tối cho tôi. Tất nhiên cả phần râu nữa. Râu thì toàn bộ cái mảng râu là anh em đánh tối cho tôi. Có một phần cũng rất khó, đó là cái phần vẽ cái phần tai. Thì cái phần tai này mình thấy khó vẽ nhất. Tuy nhiên ở những góc nhìn mà phần tai rõ như thế này thì anh em phải vẽ phần tai nó rõ. Chứ anh em mà vẽ qua loa quá là nó sẽ không ổn. Về cái phần tai ấy, thì anh em là chú ý là khi mình dựng hình thì mình chỉ vẽ những cái nét cơ bản, sau đấy mình sẽ đánh chì toàn bộ cả bên trong. Về sau thì chúng ta sẽ sử dụng cái tẩy sét kia để chúng ta tẩy những cái chỗ sáng. Ví dụ như vành tai này sẽ sáng này, dái tai này sẽ sáng này, và những cái đường gân ở bên trong tai nó sẽ nổi sáng lên. Thì anh em cố gắng luyện tập cái đoạn này.
thật ra thì hướng dẫn là một phần, nhưng mà anh em cũng phải luyện tập nữa thì mới được. Ở phần trán thì phần trán mà ở dưới, ngay dưới chân tóc thì phần đấy sẽ tối, còn ở giữa trán thì sẽ sáng. Đặc biệt là cái phần ở đằng trên cái lông mày, khu đấy thì sẽ sáng. Có một vài cái khu vực sáng ở trên khuôn mặt, đó là hai bên gò má, đó là ở trên đỉnh của mũi, sóng mũi và ở giữa trán. Đó, những phần đó sẽ sáng. Kể cả những cái phần sáng đấy thì anh em vẫn cứ đánh chì nhá, nhưng mình đánh mỏng thôi. Thì lát nữa thì dùng cái tẩy sét kia thì những khu vực sáng nhất thì mình sẽ dùng tẩy sét tẩy đi, lúc đấy nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Về sử dụng loại bút nào để đánh khối trên gương mặt thì anh em có thể hoàn toàn là sử dụng kể cả 3B, 4B cũng được. Miễn là cái độ đậm nhạt sáng tối do cái cách mình chồng cái các lớp chì lên nhau. Hoặc anh em có thể sử dụng cách là kết hợp giữa các loại bút chì 2B để đánh những phần sáng. Còn những phần tối sâu trong hốc mắt kia thì các bạn có thể dùng 3B hoặc 4B để đánh. Và hoặc như ở bên trong tai ấy, thì dùng 3B, 4B để đánh. Nguyên tắc chung cơ bản nhất vẫn là nhẹ tay, đều tay. Về phần đôi mắt thì tôi cũng có mấy clip tôi post lên về hướng dẫn vẽ đôi mắt, nhưng mà anh em cũng không cần phải vẽ chi tiết đến mức như vậy và đẹp như vậy. Anh em chỉ cần vẽ như ở trong clip này tôi thực hiện thôi. Mắt thì có phần con người, rồi tròng mắt, rất tôi vẽ rất đơn giản, thì cũng không có gì phức tạp cả. Phần con người thì tối hơn tí, phần lòng đen thì lại nhạt hơn tí nữa, và phần lòng trắng thì chúng ta để trắng. Nói chung là nhìn nó đơn giản ấy, chứ cũng không phải thể hiện quá chi tiết lông mi. Sau khi đã thực hiện xong phần đánh chì thô thì các bạn sẽ tiến tới cái phần là đánh mịn bằng bông. Thì các bạn sẽ dùng một miếng bông, các bạn cầm lên và các bạn đánh vào những cái khu vực chì mà các bạn vừa đánh thô xong ấy. Thì thao tác sẽ thật nhẹ nhàng mềm mại, chỗ nào cần nhấn thì nhấn kỹ. Ví dụ như sử dụng tăm bông và những cái khu vực mà nó nhỏ, các bạn không muốn bị lấn cái màu chì nó sang cái khu vực khác thì các bạn sử dụng tăm bông, để đánh chì. Xong tiếp theo là thực hiện phần tóc. Về cái vẽ cái tóc này thì mình có một video mình đã hướng dẫn về vẽ tóc, ở đấy là tóc nữ, thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Tuy nhiên thì về cơ bản thì các bạn sẽ sử dụng một chiếc bút ngòi kim nhé, bút ngòi kim 0.5mm. Thì cái loại bút này thì nó sẽ tạo được cái đường nét nó ổn định, đường nét nó lúc nào cũng nhỏ các bạn, thì sẽ thuận lợi hơn là khi vẽ bằng cái bút chì gỗ. Bút chì gỗ thì các bạn phải mài đầu chì liên tục. Đầu tiên là các bạn lấy bút chì 2B, các bạn đánh lên cái phần tóc. Khi thực hiện cái nét vẽ tóc này, các bạn nhớ là chỉ kéo cái nét vẽ theo một hướng chứ không giật lại, chỉ kéo theo một hướng các bạn nhé, các bạn nhớ điều đó. Nhìn trên video thì có quay nhanh cảm giác như kiểu là tôi giật ngược lại nét ấy, nhưng mà không phải thế. Tôi sẽ vẽ từng nét một đấy các bạn ạ, vẽ từng nét một. Nếu các bạn muốn tóc đậm hơn thì các bạn có thể sử dụng, sau khi sử dụng 2B xong các bạn có thể sử dụng 6B hoặc 8B. Tuy nhiên thì trong video này thì mình chỉ hướng tới cái mục đích cuối cùng là dạy, hướng dẫn các bạn để vẽ sao nó dễ nhất, nên mình chỉ dừng lại ở đây thôi, chứ mình không vẽ kỹ hơn nữa. Tiếp theo là đến phần vẽ râu. Thì tại các đường rìa của khuôn mặt thì các bạn sẽ vẽ những cái sợi lông nó lưa thưa ra, và trên cái nền mà lúc nãy chúng ta đã đánh chỉ cái nền tối của phần râu ấy, thì các bạn sử dụng cái bút chì bấm ngòi 0.5mm này, các bạn tiếp tục tỉa những cái đường nó nhỏ ngắn theo hướng râu mọc như thực tế. Thì các bạn biết ví dụ như ở phần ria mép này thì nó sẽ mọc từ trên xuống đúng không? Đấy, thì các bạn cứ đánh từ trên xuống bình thường. Còn phần râu này thì nó sẽ mọc quặp hướng vào trong cơ thể.
thì các bạn vẽ những cái đường nét nhỏ mảnh hướng vào phía trong. Ở khu nào mà râu nó dày đặc, ví dụ như phần ở cằm kia các thứ, thì các bạn đánh thật đậm lên, đan xen thật đậm lên thì nó sẽ được cái hiệu ứng râu đơn giản. Khi thực hiện đến giai đoạn này thì gần như chúng ta đã hoàn tất bức tranh. Tất nhiên là ở trong video này thì mình chỉ vẽ nó đơn giản đến cái mức độ này, mình hoàn toàn có thể vẽ kỹ hơn được. Nhưng mà điều đó là không cần thiết, anh em có thể tự hoàn thiện cái bức tranh của mình kỹ hơn. Một cái mẹo nhỏ nữa mình muốn chia sẻ đó là trước khi, nếu các bạn vẽ các nhân vật nổi tiếng hoặc các cầu thủ bóng đá chẳng hạn, thì các bạn hãy lên mạng để xem những cái bức hình người ta vẽ ảnh chế hoặc là tranh biếm họa. Thì ở đấy thì các họa sĩ sẽ vẽ những cái nét mà độc đáo nhất trên khuôn mặt của mỗi người. Ví dụ như các ảnh biếm họa về Messi này thì họ thường vẽ anh này có cái cằm trẻ đôi rất là to, một cái mũi rất là to và một hai con mắt khá là gần nhau. Hai nữa là cái răng của Messi có xu hướng nó chìa ra ngoài khá là đặc biệt. Thì những cái họa sĩ vẽ tranh biếm họa họ rất giỏi, họ có thể tổng hợp được những cái nét đặc biệt trên khuôn mặt của một người để tạo ra bức tranh biếm họa mà mặc dù vẽ rất không giống thật nhưng mà mọi người chỉ cần nhìn vào biết đó đấy là ai. Cái việc đấy sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta, khi chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái đặc điểm đấy. Ví dụ như trong bức tranh về Messi này thì mình chỉ cần vẽ hai cằm này, má núm đồng tiền này, một cái mũi rất to dài là mình đã có thể thể hiện được gương mặt của Messi khá là chuẩn xác. Video của mình có lẽ đến đây là sẽ kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy cho mình một like và một lượt subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Video lần sau mình sẽ vẽ CR7 Cristiano Ronaldo. Ok, hẹn gặp lại anh em nha.